Hôm qua, thì công đoàn công nhân lớn nhất của Đức là IG Metal vừa biểu tình tại một nhà máy của Volkswagen ở Wolfsburg, yêu cầu tăng 5% lương cho khoảng 120.000 nhân viên của hãng xe đang làm việc ở Tây Đức. Công đoàn IG Metal yêu cầu Volkswagen phải tăng 5% lương cho công nhân và không được lấy vụ bê bối khí thải làm cớ để ảnh hưởng đến tiến trình tăng lương cho nhân viên. Một đại diện cho hàng trăm công nhân đã mạnh dạng phát biểu. Chúng ta yêu cầu được tăng 5% lương ở Volkswagen. Sau hai vòng thảo luận thì hiện giờ có thể thấy rõ ban điều hành của Volkswagen đang cố gắng trốn tránh sau vụ bê bối khí thải. Sẽ không có lý do gì để lý giải cho việc Volkswagen chưa đề xuất tăng lương trong cuộc thảo luận sắp tới. Hoặc là không ai được thưởng gì hết, hoặc là tất cả phải được thưởng. Trong năm ngoái, Volkswagen đã thua lỗ nặng nề nhất trong lịch sử bởi phải chi khá nhiều cho vụ gian lận khí thải hãng sản xuất ô tô này vẫn còn phải đối mặt với chi phí điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Lần đầu tiên trong vòng 6 năm, hãng đã phải cắt giảm cổ tức. Nếu phía công ty và công đoàn không đạt được thỏa thuận vào ngày 31 tháng 5 tới, IG Metal sẽ tổ chức một cuộc đình công ngắn hạn.